trên đó xong chưa anh? Trên đó xong chưa? Chưa. Dán cái kiến nè. Dán miếng chống chối hả chú? Phải lau trước hả? Lau dọn xong rồi mới dán lên nè. Different this and this. Cái này dán giống như dán cái kiến xe vậy hả chú? Xe du lịch đó hả? Vệ sinh cho sạch sẽ. Rồi xi măng nó dính nè. Cứng. À, con ở đây quét xuống cái sạch thu luôn. Tưởng đâu phải lấy khăn lau chứ. Quét cái đó là được hả chú?